Thạnh 2 và Bình Thạnh thắng Thạnh 2 và cầu trước. Vì vậy là Thạnh 2 đã cầu hùng qua lưới điểm 1-0 nghiêng về Bình Thạnh. Bình Thạnh phát cầu điểm 1-0 và cầu hay mọi người ơi. Vì vậy là cầu ra ngoài điểm 2-0 nghiêng về Bình Thạnh. Bình Thạnh phát cầu 2-0. Vì là Bình Thạnh đã cầu không qua lưới điểm 1-2 cho An Thạnh 2. An Thạnh 2 phát cầu điểm 1-2. Phát cầu hấp dẫn mọi người ơi. Vì là Bình Thạnh đã cầu không qua lưới điểm 2 điều. An Thạnh 2 phát cầu tiếp điểm 2 điều. Việc nhau 8 điểm, Bình Thạnh phát cầu 16-8.
16, Thành Thành 2 phát cầu 9-16. Thành Thành 2 đá cầu không qua lưới điểm 17-9. Bình Thạnh phát cầu điểm 17-9. Phát cầu lại hấp dẫn mọi người. Như vậy là Bình Thạnh bỏ lỗ tốt điểm 18-9. Điểm đặc biệt là sao mọi người? Như vậy là Bình Thạnh đã cầu không qua lưới điểm 10-18. Điểm đặc biệt nha mọi người. 8 điểm mọi người. Thằng này phát cầu điểm 10-18. Tiếp tục một cầu hấp dẫn nữa mọi người. Như vậy là Thằng Thành 2 đã cầu không qua lưới điểm 19-10. Bình Thạnh phát cầu 19-10. Thằng Thành 2 bỏ lỗ tốt điểm 11-19. Còn 2 điểm nữa là Bình Thạnh. Như vậy là Thằng Thành 2 phát cầu ra ngoài điểm 20. Điểm 00. Cầu không qua lưới điểm 2 điều. Thằng Thành 2 phát cầu điểm 2 điều. Thằng Thành 2 phát cầu không qua lưới điểm 3-2 cho Bình Thạnh. Bình Thạnh tiếp tục phát cầu điểm 3-2. Bình Thạnh phát cầu không qua lưới điểm 3 điều. Thằng Thành 2 phát cầu điểm 3 điều. Bình Thạnh đá cầu không qua lưới điểm 4-3. Thằng Thành 2 phát cầu 4-3. Thằng Thành 2 đá cầu ra ngoài điểm 5-3. Như vậy là Bình Thạnh bỏ lỗ tốt điểm 4-5. Bình Thạnh phát cầu 4-5. Bình Thạnh đá cầu không qua lưới điểm 6-4. Bình Thạnh phát cầu của Thành 2 phát cầu sau người Thành 2 phát cầu điểm 6-4. Vì là Thành 2 phát cầu không qua lưới điểm 5-6 cho Bình Thạnh. Bình Thạnh phát cầu điểm 5-6. We'll be right back.
1997. Bình Thạnh phát cầu ra ngoài điểm 89. Bình Thạnh ăn thành 2 phát cầu 89. Ăn thành 2 phát cầu không qua lưới điểm 9 đều. Xin lỗi mọi người, phát cầu không qua lưới điểm 19, 18. Bình Thạnh phát cầu. Bình Thạnh phát cầu ra ngoài điểm 9, 10. Ăn thành 2 phát cầu 9, 10. Bình Thạnh đã cầu không qua lưới điểm 10 đều. Lỗi mọi người, nhưng mà có sự cố mà ăn thành 2 phát cầu điểm 10 đều. Bình Thạnh đã cầu không qua lưới điểm 11, 10. Yeah.
như vậy là kết thúc sớm sân khoảng 2 tỷ số 1 điều. Bước vào quán thứ 3, Bình Thạnh phát cầu trước, điểm 0-0. Bình Thạnh phát cầu tốt, điểm 1-0. Bình Thạnh phát cầu 1-0. Như vậy là Bình Thạnh đá cầu không qua lưới, điểm 1 điều. An Thạnh 2 phát cầu, điểm 1 điều. Trận đấu thứ 3, thi đấu 15 điểm cho 10. Bình Thạnh đá cầu không qua lưới, điểm 2-1. Thi đấu 15 điểm, 8 điểm đổi sạch, điểm 2-1. Bình Thạnh bó đậu tốt, điểm 2 điều. Bình Thạnh thoát cầu, điểm 2 điều. Anh Thạnh 2 đá cầu ra ngoài, điểm 3-2. Bình Thạnh phát cầu, điểm 3-2. Tiếp tục phát cầu 2. Vậy là Anh Thạnh 2 đỡ cầu không qua lưới, 4-2. Ghi cho Bình Thạnh, Bình Thạnh cách biệt 2 điểm cơ hội. Bình Thạnh phát cầu, điểm 4-2. Anh Thạnh 2 đỡ cầu không qua lưới, 5-2. Điểm 8-2, hai đội đổi xanh. Cấp tiểu học là thi đấu rất là khó nha mọi người, áp lực tâm lý rất là cao, các em nhỏ nên đá không dễ bị tâm lý nha mọi người, cho chúng ta hay nha mọi người. Rồi trận đấu tiếp tục 8-2. Anh phát cầu ra ngoài, 3-8. Anh hai phát cầu, 3-8. Oh.
10, 13. Cách biệt rút ngắn lại khoảng 3 điểm mọi người. Anh 2 bắt cầu điểm 10, 13. Vậy là anh 2 bắt cầu không qua lưới.